khi vũ trụ gửi tín hiệu bảo tôi phải thử làm kem cuộn kẹo dẻo. Nguyên ơi, Nguyên. Dạ. Em ăn kẹo dẻo cuộn kem không? Ủa chị mua được kẹo dẻo rồi mốt thôi hả? Hồi bữa chị kêu hết hàng mà. Nhưng mà chị đâu có mua được đâu, chị tự làm. Sao? Chị tự làm được, em nói chị làm được luôn á. Ô không tin hả, lát chị làm được là chị ăn một mình nha. Osaka. Ờ nhớ đó. Trời ơi, có gì đâu mà khó, Sam thấy mọi người làm dễ ẹt à. Đầu tiên mình phải chuẩn bị một bịch kẹo mềm. Mục tiêu của Sam là tìm loại nào mềm nhưng mà phải có vị chua, tại vì kem thường sẽ ngọt mà ăn chung với kẹo ngọt nữa thì sẽ rất là ngán. Nhưng mà Sam tìm nát cái bách hóa xanh luôn thì chỉ có duy nhất loại này thôi. Bóc kẹo bỏ lên giấy nến rồi mang đi hấp, chưa đầy một phút thì nó đã mềm rồi đó mọi người. Lấy ra, Sam dùng cái cây cán bột cán cho lớp kẹo thiệt là mỏng, sau đó Sam dùng lon nước lạnh lăn qua lăn lại lớp kẹo để cho nó cứng lại, hoặc mọi người có thể cho vào ngăn đá tủ lạnh cũng được nha. Tới khúc bóc kẹo ra khỏi giấy nến, Sam thấy hơi hoang mang nha mọi người. Hồi nãy lỡ dùng nội công mạnh quá, bây giờ lớp kẹo nó mỏng dính luôn. Hơi khó bóc một xíu hay là do Sam làm cho nó chưa có đủ lạnh ta? Ok, giờ Sam cho que kem lên trên và cuộn lại thôi. Mà phải công nhận kẹo tiếp xúc với kem là nó cứng lại ngay lập tức luôn á mọi người. Để từ từ cho cái chain này bớt hot, Sam sẽ mua cho Thảo Nguyên kẹo food roll up xem là ăn với kem nó sẽ như thế nào. Tại vì bữa giờ Sam tìm mà toàn là hết hàng không à. Yeah, thành công rồi, giờ đem đi khoe Thảo Nguyên thôi. Bất ngờ chưa, chị làm được rồi nè. Làm được thì